Xin chào, hôm nay tôi nhận được ca khó do bác sĩ thú y giới thiệu là có người nuôi rái cá bị tiêu chảy cấp, nhưng ở trạm thú y không muốn cứu chữa cho thú quý hiếm vì sợ liên lụy dính líu đến pháp luật, nên họ mới nhờ tôi giúp đỡ. Thấy khổ ghê không? Từ ngày giải cứu động vật, tôi kiêm thêm hành nghề thú y trái phép. Do thấy cứu sinh mạng là việc quan trọng phải làm, nên tôi chơi liều luôn, chứ biết sao giờ. Giờ tôi cho rái cá uống thuốc Smetta trẻ em pha với nước ấm để cầm ỉa trước cái đã. Rồi quan sát xem phân nó thế nào mới tính tiếp. Ê, nhìn kỹ, tôi không có pha thuốc với sữa nha. Lưu ý khi rái cá con bị tiêu chảy cấp cũng giống như chó con, vì đó càng uống sữa là sẽ càng chết sớm, lẹ hơn. Ôi, phân sệt chảy có màu nâu đục như thế này là thành ruột và bao tử đã bắt đầu chảy máu rồi. Màu nâu là do máu hòa quyện với phân đó các bạn. Tình trạng này là nguy cấp lắm rồi đây. Tôi phải đi mua chai nước biển về tiêm vô tĩnh mạch cho rái cá, không là nó sẽ bị mất nước chết. Còn những bạn lỡ nuôi rái cá mà bị như vậy thì cứ liên hệ tôi cứu nó nhé, hoặc tìm bác sĩ thú y tư nhân có tâm huyết để họ truyền nước biển cho nó. Chứ bạn tiêm bậy bạ là nó chết đó nha. Nuôi thú quý hiếm làm chi, thấy sướng gì không? Nên hãy giúp tôi bảo vệ môi trường để rái cá có thể sống tốt ngoài thiên nhiên, để giúp cân bằng hệ sinh thái dưới nước. Chứ đem nó về nhà nuôi làm gì, vừa hại bản thân mà còn hại luôn cả nó nữa.